Mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh của Phạm Viễu. Trong thời lượng của video này thì em sẽ hướng dẫn cho mọi người một cái bài nhảy Super Dance mang tên là Mây và Núi. Đó, thật ra thì cái bài nhạc này nó đã có từ rất là lâu rồi đúng không ạ? Nhưng cái giai điệu vui tươi của nó mãi mãi là trường tồn với thời gian. Và bây giờ đây, mỗi khi chúng ta nghe lại, chúng ta vẫn cảm thấy háo hức và vẫn cảm thấy cái sự vui tươi đúng không ạ? Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu vào bài học luôn nhé. Chẳng mỏi mệt đến lúc có cơn gió thật là thôi mây chạy về bên đồi kia, nơi mây đến đây thật nên thơ, chung quanh núi cao gần bên mây, núi cứ đứng yên đến hiền hòa làm cho mây ngọc hương không rời xa. Từ ngày mây ghé qua trời bỗng xanh thêm lời ca, mây làm núi âm bao ngày qua thiết tha, lời cò cây nói rằng mây núi bên nhau thật trời sẽ duyên kiếp nào cùng nhau. Bao năm tưởng như chẳng đổi thay, nhưng nay sắc mây đã đổi màu. Có những lúc mây muốn một mình thả trôi đối với bên làn gió. Ai thấy núi kia buồn xanh xao, trong thời gian mây lòng ngậm ngùi. Núi không biết đâu đã lúc một ngày là mây muốn đổi tự do đi xa. Vì ngày xưa núi hiền nên nếu chân mây lại đây nay. Bài nhảy mà mọi người vừa nhìn thấy đây thì chính là bài hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập. Đối với bài nhảy này thì em sẽ chia nó ra làm 7 tổ hợp động tác. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tổ hợp động tác thứ 4. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Một, hai, ba, bốn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Sau khi kết thúc tổ hợp thứ 3 thì chúng ta đang ở trong tư thế này. Vậy thì chúng ta sẽ đưa chân đằng sau, trong trường hợp này là chân phải nhé mọi người. Đưa lên và tiếp tục tổ hợp thứ 4. Kết hợp với tay luôn nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Được chưa ạ? Cái tổ hợp này thì tương đối là dễ đúng không ạ? Chỉ có cái phần mà chúng ta đi lên á, là chúng ta dùng gót này, mũi này và gót. Đó, chúng ta làm sao chúng ta đi lên nó có độ phiêu một chút. Khi mà vào nhạc chúng ta tập nó có độ phiêu một chút nhé. Em sẽ có video hướng dẫn riêng về bước này sau ạ. Đối với tổ hợp động tác thứ 4 thì chúng ta vẫn bắt đầu với chân bên phải nha mọi người. Nào, chúng ta sẽ bắt đầu với chân bên phải. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 Ok. Có 14 bước. Và chúng ta sẽ bắt đầu với chân bên trái nhé mọi người. Nhớ là chân bên trái á. Nào. 1 2 thì chúng ta sẽ bước chân sang bên này nhá. 2 Rồi, ok. 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 Được chưa? Cái tổ hợp động tác thứ 5 này thì chính là bước đá chân và xoay người đúng không ạ? Bước này thì em đã từng hướng dẫn mọi người ở cái bài bí quyết nhảy đẹp ở bài số 8 rồi đấy ạ. Mọi người có thể ai chưa biết bước này có thể quay lại cái video đó để học nhá. Ok, bây giờ chúng ta luyện tập ạ. Tổ hợp động tác thứ 5 thì chúng ta sẽ bắt đầu với chân bên trái nha mọi người. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 Dạ. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tổ hợp động tác thứ 6. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 Ok, chúng ta làm lại nào. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 Tổ hợp động tác thứ 6 này thì chúng ta sẽ bao gồm có 15 bước nha mọi người. Và chúng ta sẽ bắt đầu với chân bên trái á. Nào. 1 2 này chúng ta đưa tay sang ngang này. Chân bước sang. 1 này đúng không ạ? 2 3 4 5 6 7 8 8 là chúng ta xoay người sang nhé mọi người. 8 chúng ta xoay người sang. 1 2 3 4 5 6 7 7 chúng ta về thẳng rồi đúng không ạ? Ok, nào. Để thực hiện tổ hợp động tác thứ 6, chúng ta sẽ bắt đầu với chân bên trái nhé mọi người. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 Chúng ta làm lại nào. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tổ hợp động tác thứ 7, cũng là tổ hợp động tác cuối cùng trong bài nhảy của ngày hôm nay. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Một, hai, ba, bốn. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Một, hai, ba, bốn. Đối với tổ hợp động tác thứ 7 này thì chúng ta sẽ bao gồm có 18 bước nha mọi người. Sau khi kết thúc tổ hợp thứ 6 thì chúng ta đang trong tư thế này đúng không ạ? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đổi tay này. Chân phải đưa lên. Chúng ta sẽ bắt đầu với chân phải và tay trái nhé. Chân phải đưa lên, bước này thì rất là quen thuộc rồi đúng không ạ? Nào, 1, 2, 3, lùi lại này, 4, 5, 6, ok chưa? Tiếp tục này, bây giờ thì chúng ta sẽ xoay người sang bên phải và đưa chân phải nhé. Nào, 7, 8, 1, 2, được chưa? Đổi tay này, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Ok, thực hiện tổ hợp động tác thứ 7 này thì chúng ta sẽ bắt đầu với chân bên phải nha mọi người. Kết hợp với tay bên trái ạ, đi lên và lùi xuống tất cả là 6 nhịp nào. 1, 2, 3. Nhịp thứ 4 chúng ta lùi xuống này. 4, 5, 6. Được chưa ạ? Tiếp đó, bây giờ chúng ta sẽ đưa chân đằng sau này lên nhé mọi người. Kết hợp với tay luôn ạ. Xoay một vòng nhé mọi người. 7, 8, 1, 2. Đổi tay và đổi chân. Xoay, bây giờ chúng ta sẽ xoay ngược lại. Xoay bên trái, vừa rồi chúng ta xoay bên phải. Bây giờ chúng ta sẽ xoay bên trái nhé. 3, 4, 5, 6. Nhịp thứ 6 rồi, chúng ta sẽ đưa chân, chính chân đằng sau này lên này. 7, 8. Tiếp tục. 1, 2, 3, 4. Kết thúc bài. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
bật 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3
4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Vậy là chúng ta đã kết thúc xong bài học của ngày hôm nay. Em hy vọng rằng với cái hướng dẫn của em thì mọi người có thể nhanh chóng sở hữu được cái bài nhảy này. Ok, nếu như mọi người thấy video của em hay và hữu ích thì mọi người hãy đăng ký kênh, đồng thời chia sẻ video để lan tỏa những năng lượng tích cực. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Khắp nơi chẳng mỏi mệt, đến lúc có cơn gió thật là thôi mây chạy về bên đồi kia, nơi mây đến đây thật nên thơ, chung quanh núi cao gần bên mây, núi cứ đứng yên đến hiền hòa, làm cho mây ngọc hương không rời xa. Từ ngày mây ghé qua, trời bỗng xanh thêm lời ca, mây làm núi âm bao ngày qua thiết tha, lời cò cây nói rằng mây núi bên nhau. Trời sẽ duyên kiếp nào cùng nhau. Bao năm tưởng như chẳng đổi thay, nhưng nay sắc mây đã đổi màu. Có những lúc mây muôn một mình, thả trôi đối với bên làn gió. Ai thấy núi kia buồn xanh xao, trong thời gian mây lòng ngậm ngùi. Núi không biết đâu đã lúc một ngày làm.
mai muốn đổi tự do đi xa. Vì ngày xưa nỗi hiền nên nếu chẳng may lại đây.